tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Trong bản tin chiều ngày 10 tháng 9, mời quý vị theo dõi các tin chính yếu tại Canada và trên thế giới đáng chú ý sau đây. Tang lễ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ được tổ chức vào thứ hai ngày 19 tháng 9. Vua Charles đệ tam được tuyên bố là nguyên thủ quốc gia của Canada tại buổi lễ ở Rideau Hall. Vắc-xin Covid-19 không mũi tim đầu tiên được phê duyệt ở Trung Quốc, Ấn Độ, Canada thì sao? chính phủ Alberta sẽ ủy thác các ca phẫu thuật để giảm thời gian chờ đợi. Hàng trăm người bị mắc kẹt trên tàu Go Train ở Toronto vì chậm trễ nhiều giờ. Và trong phần tin thế giới, vua Charles de Tam được tấn phong thề sẽ noi theo gương của nữ hoàng. Bóng đá Anh bị chỉ trích vì hoãn các trận đấu cuối tuần sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời. Các quan chức Nga đối mặt với án phạt sau khi kêu gọi luận tội Tổng thống Putin. Lật thuyền ở New Zealand khiến 5 người thiệt mạng, nguyên nhân có thể do va chạm với cá voi vinfast bàn giao xe suv chạy điện đầu tiên tại việt nam đồng thời đặt mục tiêu giao hàng tại mỹ và sau đây là bản tin chi tiết mở đầu với phần tin canada lễ của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai, ngày 19 tháng 9. tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, người đã qua đời trong tuần này sau 70 năm trị vì trên ngai vàng, sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai, ngày 19 tháng 9, lúc 10 giờ theo giờ GMT, tức là 6 giờ sáng ở Ontario. Quan tài sẽ được đưa từ lâu đài Balmoral đến Edinburgh vào chủ nhật trước khi được chuyển bằng máy bay đến London vào thứ ba. Sau đó quan tài sẽ được đặt nguyên trạng tại Westminster Hall từ thứ tư cho đến sáng ngày tang lễ sẽ diễn ra tại tư vượng Westminster của London. Thi thể của nữ hoàng hiện đang được đặt trong một chiếc quan tài bằng gỗ sồi, được phủ theo tiêu chuẩn hoàng gia của Scotland và với một vòng hoa trên nắp quan tài nằm trong phòng khiêu vũ của lâu đài Balmoral. Vua Charles de Tam được tuyên bố là nguyên thủ quốc gia của Canada tại buổi lễ ở Rideau Hall. Vua Charles de Tam đã được công bố là nguyên thủ quốc gia của Canada tại một buổi lễ được tổ chức tại Rideau Hall ở Ottawa vào thứ Bảy. Thủ tướng Justin Trudeau đã ký sắc lệnh trước sự chứng kiến của toàn quyền Mary Simon. Sự kiện được đánh dấu bằng 21 phát súng kéo dài hơn 3 phút Thủ tướng Trudeau cho biết trong một tuyên bố rằng, trong khi Canada tiếp tục thương tiếc sự mất mát của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, chính phủ cũng hướng tới tương lai với việc tuyên bố vua Charles đệ tam làm nguyên thủ của Canada. Ông Trudeau nói thêm rằng, Canada đã có một lịch sử lâu đời và một tình bạn thân thiết với vua Charles đệ tam, người đã đến thăm đất nước nhiều lần trong những năm qua. Bộ trưởng các vấn đề liên chính phủ cơ sở hạ tầng và cộng đồng Dominic LeBlanc cũng đã có bài phát biểu phản ánh về sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại buổi lễ. Bộ trưởng LeBlanc cũng đề cập rằng ông cảm động trước sự quan tâm của Vua Charles III đối với Canada khi ông đến thăm Rideau Hall cách đây 25 năm. Trong một thông điệp từ toàn quyền được phát hành ngay sau buổi lễ, bà Simon đã viết rằng nỗi đau buồn của tập thể người Canada là sự phản ánh của tình cảm sâu sắc và bền chặt mà họ dành cho nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và sự kết nối của bà với Canada. Bà nói thêm rằng Canada mong muốn có các cuộc trò chuyện với vua Charles đệ tam và phu nhân về sự hòa giải, sự đa dạng và hạnh phúc toàn cầu của Canada. Chính phủ Liên bang cũng sẽ triển khai một loạt các sự kiện để tưởng nhớ di sản của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị. Ngày tổ chức lễ tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị ở Canada vẫn chưa được quyết định, trong khi quốc tang của bà ở Anh sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9. Thủ tướng Trudeau dự kiến cũng sẽ tham dự lễ tang cấp nhà nước ở London. Vắc xin Covid-19 không mũi tiêm đầu tiên được phê duyệt ở Trung Quốc, Ấn Độ, còn Canada thì sao? Thế hệ tiếp theo của vaccine COVID-19 đã ra mắt và không có kim tiêm. Một phiên bản vaccine COVID-19 dùng qua đường mũi đã được phê duyệt ở Ấn Độ, trong khi các cơ quan quản lý ở Trung Quốc cũng đã phê duyệt một liều tăng cường có thể hít được sử dụng qua đường miệng. Ở Canada, tất cả các loại vaccine COVID-19 được phê duyệt đều ở dạng tiêm. Nhưng các nhà khoa học Canada cũng đang phát triển một công nghệ không cần kim mà họ tin rằng có thể có hiệu quả hơn. Tiến sĩ Fiona Smell, giáo sư vi sinh học, y học và truyền nhiễm tại Đại học McMaster cho biết, đây thực sự là một cách tiếp cận mới và độc đáo để tiêm chủng. Tiến sĩ Smell đang dẫn đầu các cuộc thử nghiệm lâm sàng được Bộ Y tế Canada cấp phép cho hai loại vaccine COVID-19 mới có thể được sử dụng bằng đường hô hấp. Không giống như các loại vaccine hiện có được cấp qua mũi tiêm, những loại vaccine mới được cung cấp bằng bình xịt hít vào và nhắm vào phổi và đường hô hấp trên, nơi quá trình nhiễm trùng đường hô hấp bắt đầu. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, với các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 đang diễn ra, bà Smell cho biết công nghệ không kim này có thể là một bước ngoặt về cách chúng ta tiếp cận với việc tiêm chủng. Đối với một loại vaccine đường hô hấp như COVID-19, việc tạo ra một phản ứng miễn dịch trong phổi bằng vaccine hít hiệu quả hơn nhiều so với trong máu như trường hợp tiêm bắp, cô ấy giải thích. Các nhà khoa học của trường đại học cho biết, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 hiện tại bao gồm 36 người trưởng thành khỏe mạnh đã được tiêm một cặp liều vaccine mRNA COVID-19, chẳng hạn như Pfizer, BioNTech hoặc Moderna. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những loại vaccine do Canada sản xuất này nằm trong số gần một chục các loại vaccine không cần tiêm đang trong các giai đoạn thử nghiệm khác nhau trên toàn cầu, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Bộ Y tế Canada cũng đã cho phép thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine tiêm một mũi do Altimum, một công ty dược phẩm sinh học của Hoa Kỳ phát triển. Cho đến nay, cơ quan này vẫn chưa nhận được hồ sơ xin phép lưu hành trên thị trường của một loại vaccine COVID-19 dạng hít. Các phiên bản vaccine không dùng kim tiêm đang được khám phá như một chiến lược để cải thiện khả năng bảo vệ chống lại sự lây nhiễm. Và các chuyên gia cho biết, chúng có thể dễ sử dụng hơn các loại vaccine truyền thống. Chính phủ Alberta sẽ ủy thác các ca phẫu thuật để giảm thời gian chờ đợi. Thủ hiến Jason Kenney và Bộ trưởng Y tế Jason Coppin đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng tỉnh sẽ tăng 5% các ca phẫu thuật được tài trợ công ở các cộng đồng Central Zone và South Zone. Họ đã đưa ra hai yêu cầu đề xuất nhà thầu mở hai cơ sở phẫu thuật trên địa bàn tỉnh. Thủ hiến Kenney cho biết thực tế là hơn 70.000 người Alberta đang chờ được phẫu thuật và hơn một nửa đang chờ đợi lâu hơn thời gian được khuyến nghị về mặt lâm sàng và điều đó đơn giản là không thể chấp nhận được, South Zone của Alberta bao gồm Lethbridge và Medicine Head, trong khi Central Zone bao gồm Rumheller, Lodminster, Red Deer và Rocky Mountain House. HHS đang nhắm mục tiêu khoảng 30.000 ca phẫu thuật nhãn khoa tại các cơ sở này trong năm nay. Họ cũng đang tìm cách lên lịch cho 1.350 ca phẫu thuật ở Central Zone và khoảng 1.250 ca nữa ở South Zone. Chúng sẽ bao gồm các ca phẫu thuật hông và đầu gối và cả cuộc phẫu thuật tổng quát. Bộ trưởng Copping cho biết HHS đã và đang tăng cường công suất phẫu thuật trong các bệnh viện cùng với số lượng ca phẫu thuật tại các cơ sở phẫu thuật được thuê. Họ nói rằng giờ làm việc trong phòng phẫu thuật chính đã được tăng lên tại các bệnh viện và điều đó đang làm giảm dần danh sách chờ phẫu thuật. Danh sách chờ phẫu thuật của Alberta hiện cao hơn 8% so với mức trước đại dịch, Danh sách chờ phẫu thuật cho người lớn là khoảng 74.000 so với khoảng 68.000 vào tháng 2 năm 2020 vào trước đại dịch. Hàng trăm người bị mắc kẹt trên tàu Go Train ở Toronto vì chậm trễ nhiều giờ. Những người đi tàu đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng của họ sau khi hàng trăm người bị mắc kẹt trên một chuyến tàu Lakeshore West Go Train vào cuối ngày thứ Sáu với sự chậm trễ kéo dài hàng giờ. Go Seed lần đầu tiên thông báo cho công chúng về một cuộc điều tra của cảnh sát ở đường ray ngay sau nửa đêm và viện này đã tạm dừng dịch vụ giữa ga Union và Mimico Go. Chỉ hơn một giờ sau, khoảng 1 giờ 15 sáng, các quan chức vận chuyển xác nhận một trường hợp tử vong, lưu ý rằng cuộc điều tra gần ga Expedition đã hoàn tất. Một hành khách sống ở Mississauga đã về tới trạm Port Credit vào lúc 4 giờ sáng, thay vì chuyến đi 30 phút như thường ngày, cô chia sẻ rằng sau 2 giờ sáng, mặc dù các quan chức thông báo rằng cuộc điều tra đã hoàn tất, đoàn tàu vẫn không di chuyển, mọi người vẫn bị mắc kẹt và một số người còn bị các vấn đề y tế. Rất nhiều hành khách đã nói rằng họ không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào trong 3 tiếng đồng hồ chờ đợi. Người phát ngôn của MetroLink Anne Mary Atkins nói rằng công ty không thể hộ tống mọi người ra khỏi tàu địa điểm mà tàu dừng. Cô ấy xác nhận cái chết đã xảy ra trên đường ray ngay phía tây của ga Exhibition Go và giải thích cặn kẽ về việc các đội phải mất một khoảng thời gian để thu dọn hiện trường. Sự việc xảy ra vào thứ sáu khi có nhiều sự kiện diễn ra như lễ hội âm nhạc Rolling Loud cùng liên hoan phim TIFF. Có tới 1.500 người đã có mặt tại ga Expedition Go vào khoảng 11 giờ tối và đoàn tàu đã hoạt động hết công suất. Ngoài những người say xỉn trên tàu, hành khách cũng đã chứng kiến những người đi tiểu trong toa tàu vì sự chậm trễ. Những hành khách khác nói rằng họ nhìn thấy mọi người hút cần sa và đã cố gắng thoát ra ngoài bằng cách cậy cửa. Một số người đã gọi 911 yêu cầu được thả khỏi tàu và thúc giục các quan chức vận chuyển gửi xe Big Go. Một người cũng đã được xác định bị động kinh và các nhân viên y tế cũng đã được gọi đến, nhưng họ đã có một khoảng thời gian vất vả vì chuông báo động khẩn cấp đã vang lên 5 phút một lần vì các hành khách bấm chuông do muốn xuống tàu. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video mới tiếp theo. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị bấm like, comment và share. Xin cảm ơn quý vị. Vừa rồi là bản tin Canada, tiếp theo là bản tin thế giới với những tin tức đáng chú ý sau đây. Vua Charles Đệ Tam được tấn phong, thế sẽ theo gương của nữ hoàng. Bóng đan bị chỉ trích vì hoãn các trận đấu cuối tuần sau khi nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị qua đời. Các quan chức Nga đối mặt với án phạt sau khi kêu gọi luận tội Tổng thống Putin. Lật thuyền ở New Zealand khiến 5 người thiệt mạng, nguyên nhân có thể do va chạm với cá voi. VinFast bàn giao xe SUV chạy điện đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời đặt mục tiêu giao hàng tại Mỹ. Và sau đây là bản tin chi tiết. Vua Charles Detam được tấn phong, thề sẽ noi theo gương của nữ hoàng. Vua Charles De Tam hôm thứ bảy đã cam kết rằng ông sẽ noi gương người mẹ quá cố của mình khi ông đã chính thức được tấn phong là quốc vương mới của Anh tại cung điện St James. Cung điện hoàng gia cao cấp nhất của Vương quốc Anh được xây dựng cho vua Henry để bác vào những năm 1530. Sự kiện có 250 người tham dự, bao gồm thái tử William, vương hậu Camilla, thủ tướng Liz Truss, tổng giám mục Canterbury Justin Welby và sáu cựu thủ tướng Anh, tất cả đều mặc trong trang phục màu đen. Đây là tuyên ngôn đầu tiên của một quốc vương được phát sóng trực tiếp và đối với hầu hết người Anh, đây là sự kiện đầu tiên trong đời họ vì nữ hoàng Elizabeth là quốc vương duy nhất mà họ từng biết. Bản thân vua Charles cũng chỉ mới 3 tuổi khi nữ hoàng trở thành quốc vương vào năm 1952. Thông báo này cũng được ấn định sẽ được gửi đến các thành phố thủ đô khác của vương quốc Anh Edinburgh ở Scotland. Belfast ở Bắc Ireland và Cardiff ở Wales. Tại quốc hội, các nhà lập pháp đã xếp hàng để tuyên thể trung thành với nhà vua mới và dẫn đầu là Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hawley với Thủ tướng Anh Liz Truss là một trong những người đầu tiên. Bên ngoài lâu đài Balmoral, dinh thự mùa hè của nữ hoàng nằm sâu trong vùng cao nguyên Scotland, nơi bà tạ thế, một hàng người kéo dài hơn 500 thước Anh, tức là 460 mét, đang chờ thả hòa. Như vậy, vua Charles de tam đã chính thức trở thành vua và là nguyên thủ quốc gia của không chỉ của Vương quốc Anh mà còn của 14 vương quốc thịnh vượng chung khác bao gồm Úc, Canada, Jamaica, New Zealand và Papua New Guinea. Bóng đá Anh bị chỉ trích vì hoãn các trận đấu cuối tuần sau khi nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Các lãnh đạo bóng đá Anh đã bị chỉ trích vì hoãn tất cả các trận đấu vào cuối tuần này sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tạ thế. Theo đó, họ đã quyết định được coi là một cơ hội bị bỏ lỡ để tỏ lòng thành kính với vị quốc vương tại vị lâu nhất của quốc gia. Sau khi nữ hoàng qua đời ở tuổi 96 vào thứ Năm, các giám đốc bóng đá đã được Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao cho biết vào hôm thứ Sáu rằng họ không có nghĩa vụ phải hủy bỏ hoặc hoãn các môn thi đấu thể thao trong thời gian quốc tang. Tuy nhiên, ngoại hạng Anh cảm thấy đó là một động thái đúng đắn để tôn vinh nữ hoàng vì cuộc đời phi thường và những đóng góp của bà cho quốc gia. Giải vô địch bóng đá hạng 2 cũng như giải 1 và 2 cũng đã theo sau Premier League để hoãn các trận đấu vào cuối tuần này. Không chỉ riêng bóng đá chuyên nghiệp, tất cả các giải đấu nghiệp dư vào thứ Bảy và Chủ nhật trên khắp Vương quốc Anh, bao gồm cả bóng đá trẻ, đều bị hoãn thi đấu. Peter Crouch, cựu tiền đạo của Liverpool và đội tuyển Anh đã đặt câu hỏi về việc tạm thời ngừng hoạt động bóng đá với dòng tweet. Băng đeo tay màu đen, phút mặc niệm, hát quốc ca, dàn nhạc công hoàng gia và nhiều thứ khác có thể làm để hàng triệu người trên khắp thế giới chứng kiến. Đó không phải là một hành động tốt hơn sao? Câu lạc bộ bóng đá Manchester United, West Ham và Arsenal đều đã tôn vinh nữ hoàng bằng cách đeo băng tay đen và giữ im lặng trong một phút trong các trận đấu ở châu Âu của họ vào tối thứ Năm các cổ động viên của west ham thậm chí đã hát god save the queen trong suốt trận đấu với fcsb tại london stadium ở một diễn biến khác một bộ phận người hâm mộ cũng bức xúc không kém khi bị từ chối cơ hội bày tỏ lòng thành kính với nữ hoàng một tuyên bố của hiệp hội những người ủng hộ bóng đá cho biết chúng tôi tin rằng bóng đá là đỉnh cao khi mang mọi người đến với nhau vào những thời điểm có ý nghĩa quốc gia to lớn đó là những khoảnh khắc vui mừng hoặc những khoảnh khắc tàn tóc. Các quan chức Nga đối mặt với án phạt sau khi kêu gọi luận tội Tổng thống Putin Một số quan chức được bầu ở Nga đã bị cảnh sát triệu tập sau khi họ kêu gọi luận tội Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một lần hiếm hoi về sự bất đồng chính kiến trong nước, các đại biểu địa phương từ thành phố Smolenskoy ở khu vực St. Petersburg đã kháng nghị Duma quốc gia Nga luận tội Tổng thống vì cái mà họ gọi là tội phản quốc. Tác giả của lời kêu gọi Dmitry Padoga đã đăng nó trên Twitter, cáo buộc Tổng thống Putin phải chịu trách nhiệm về một sự tàn sát của những người đàn ông nga trẻ tuổi, những người sẽ phục vụ lực lượng lao động tốt hơn trong quân đội, sự suy thoái kinh tế và sự rút càng bộ não của Nga. NATO mở rộng về phía đông, bao gồm cả việc thêm Phần Lan và Thụy Điển để nhân đôi biên giới với Nga tác động ngược lại của hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, Panjuga và thủ tướng Nga Nikita Yushin sau đó đã đăng lên Twitter một lệnh triệu tập do cảnh sát Saint Petersburg cấp cho họ vì làm mất uy tín đối với chế độ cầm quyền. Panjuga sau đó báo cáo rằng hai trong số bốn thứ trưởng được triệu tập đã được cảnh sát trả tự do và tất cả dự kiến sẽ phải đối mặt với án phạt. Điện Kremlin đã rất cố gắng để kiềm chế mọi chỉ trích về cuộc xâm lược Ukraine. Theo OVD Info, một nhóm độc lập chuyên theo dõi các trại giam ở Nga cho biết, sau khi chính phủ Nga phát động một cuộc xâm lược toàn diện ở Ukraine vào cuối tháng 2, có 16.437 người đã bị bắt hoặc bị giam giữ vì các hoạt động chống chiến tranh bên trong nước Nga. Lực thuyền ở New Zealand khiến 5 người thiệt mạng, nguyên nhân có thể do va chạm với cá voi. Năm người đã chết ở New Zealand sau khi một chiếc thuyền của nhóm người đi ngắm chim đã bị lật. Nguyên nhân của vụ việc có thể là sau khi thuyền đã va chạm với một cá voi. 11 người, chủ yếu từ nhóm ngắm chim, đã có mặt trên thuyền khi nó bị lật vào thứ bảy ở vịnh Goose gần thị trấn Kaikoura. Cảnh sát đã từ chối suy đoán về điều gì đã gây ra vụ tai nạn, thay vào đó họ chỉ xác nhận vụ va chạm. Nhưng ông Greg Markle, thị trưởng của Kaikoura, nói với các phóng viên rằng ông tin là con thuyền đã đâm phải một con cá voi đang nổi lên. Ông Marco cho biết điều kiện trong vịnh vào thời điểm đó là hoàn hảo và các quan chức cho rằng con cá voi đã nổi lên từ phía bên dưới của con tàu, khiến nó bị lật. Ông Marco nói thêm rằng nếu con thuyền va phải mảnh vỡ, ví dụ như một khúc gỗ, thì nó sẽ để lại một lỗ hổng lớn trên con thuyền dài 8,5 mét. Trung sĩ Matt Boys đã từ chối bình luận về giả thuyết này, nhưng thừa nhận rằng vụ việc là chưa từng có tiền lệ. Ông cho biết những người sống sót sau vụ việc, bao gồm cả thuyền trưởng, đều đã được đưa đến bệnh viện và sau đó họ đã xuất viện. Một người sống sót bị thương nhẹ. Thị trưởng Marco nói với hãng tin AP rằng những vụ tai nạn như vậy chưa từng xảy ra trong khu vực, nhưng số lượng cá voi tại nơi này những ngày gần đây đã khiến ông lo lắng về một vụ va chạm. Trước đó vào năm 2015, năm du khách người Anh cũng đã thiệt mạng ở Canada khi một chiếc thuyền ngắm cá voi bị sóng đánh và lật úp. VinFast bàn giao xe SUV chạy điện đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời đặt mục tiêu giao hàng tại Mỹ. Nhà sản xuất xe hơi Việt Nam VinFast hôm thứ Bảy đã bắt đầu giao lô 100 chiếc xe thể thao đa dụng chạy điện SUV đầu tiên cho khách hàng trong nước. Trong khi đó, tiến trình giao xe tại Mỹ sẽ bắt đầu sớm nhất là vào tháng 12. Lô 5.000 chiếc VF8 đầu tiên sẽ dành cho thị trường Mỹ và Bắc Mỹ. Việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu từ tuần tới. Bà Lê Thị Thu Thủy, giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast nói với Rooster bên lề lễ giao hàng tại nhà máy ở tỉnh Hải Phòng, miền Bắc Việt Nam. Bà Thủy cho biết thêm, VinFast thuộc tập đoàn Vingroup sẽ bắt đầu đưa xe ra nước ngoài vào tháng 11 và khách hàng sẽ có xe giao ngay trong tháng 12. Công ty đã nhận được gần 65.000 đơn đặt trước trên toàn cầu và dự kiến sẽ bán được 750.000 chiếc xe EV mỗi năm vào năm 2026, bắt đầu với các mẫu SUV chạy điện hoàn toàn là VF8 và VF9 các xe VF8 và VF9 sẽ có giá khởi điểm lần lượt là 42.200 đô la Mỹ và 57.500 đô la Mỹ cho khách hàng Mỹ, chưa bao gồm chi phí thuê pin điện. Bắt đầu từ tháng 9, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng các tùy chọn khác nhau, trong đó cũng sẽ bao gồm tùy chọn về pin. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi bản tin Canada và thế giới hàng ngày của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có các video tin tức cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.